Em có biết giữa họa sĩ và nhà thơ luôn có những điểm gì đồng điệu không? Họa sĩ có thể biến âm nhạc thành tranh, còn nhà thơ có thể biến tranh thành âm nhạc. Xin lỗi nha, chút xíu nữa anh sẽ gọi lại cho em. Em có biết sắp tới anh đảm nhiệm vẽ trang bìa của một tập thơ không hả? Vẽ trang bìa cho một tập thơ? Mới có vẽ trang bìa thôi mà anh đã nói chuyện ngọt ngào, lẳng lơ. Giữa anh và cô ấy... Anh im đi. Đội trưởng à, con dao trên tay ông ta, nhưng mà trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Ai có thể phá hoại một kiệt tác như vậy chứ? Bức tranh có tội tình gì chứ? Điều đó cho thấy là duy nhất chỉ có hung thủ mới biết là hắn muốn gì và đã làm gì mà thôi. Chính hắn cũng nên biết phá hoại một kiệt tác cũng là một tội ác. Sira Trương tên thật là Thanh Trúc. Cô ta xuất thân là người mẫu, kiên ngồi mẫu vẽ cho những họa sĩ vẽ nu. Ông quen cô ta trong trường hợp nào? Ban đầu chỉ là công việc, nhưng sau đó tôi đã si mê cô ta.